Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi mời bà con cùng xem máy xay sắt gạo liên hoàn NH300 xay sắt gạo như nào. Kỹ thuật viên của chúng tôi đang test máy kiểm tra trước khi gửi về cho cửa hàng gạo sạch dưới miền Tây. Máy sử dụng điện một pha rất là dễ sử dụng, chỉ việc cắm điện vào cho nguyên liệu và khởi động là chạy. Bà con có thể nhìn thấy là gạo ra thực tế. Gạo này ra thì chúng ta có thể tùy chỉnh được nhé. Tùy chỉnh được độ trắng và độ bóc cám của gạo thì nó có đúng vặn, chúng ta có thể vặn vào. Hiện tại thì chúng tôi đang chỉnh là gạo ra là sát trắng sạch để dùng ăn. Bà con có thể nhìn thấy là gạo ra sạch 100%, không còn thóc hay là còn đầu mày. Rất là đẹp và tỷ lệ gạo vỡ cực thấp, chắc khoảng tầm 2-3%. Máy có năng suất từ 100-200kg lúa trên giờ, sử dụng điện một pha 3kW, phù hợp với những nơi mà điện yếu hay là ở những vùng sâu, vùng xa. Máy rất dễ sử dụng. Máy chỉ cần chà một lần là có thể bóc được chấu riêng và cám riêng. Gạo cực kỳ đẹp, tỷ lệ vỡ và hao mòn rất là thấp. Với lúa đạt tiêu chuẩn cao thì tỷ lệ gạo sẽ đạt từ khoảng 64-72%. Bà con có thể xem thấy đây là nguyên liệu cám. Cám da rất là mịn, dành cho gia súc gia cầm ăn được luôn, không cần phải qua máy nghiền nữa. Rất là đẹp. Sau đây thì chúng tôi cũng sẽ mời bà con cùng xem là cái nguyên liệu vỏ chấu bóc ra như thế nào. Em tháo cái nắp mở rộng ra để cho người ta xem luôn. Đây bà con có thể xem thấy là vỏ chấu. Bóc đi luôn em ơi. Đây bà con thấy là vỏ chấu bóc ra rất là sạch, không có đầu mày của lúa gạo gì đi theo.